Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng, với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp và mọi người có thể truy cập vào kênh để xem thêm nhiều những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng em đã làm thành video chi tiết nhất rồi. Và cũng rất mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách là chia sẻ những cái video này để nhiều người yêu gốm có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng của Việt Nam. Và mọi người đừng quên nhấn theo dõi và đăng ký kênh để liên tục được thông báo về những sản phẩm gốm sứ, những video mới nhất em đăng lên bên trên kênh. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một tác phẩm, đó chính là một cặp bình lộc bình, một cặp lộc bình sứ men lam ngọc, họa tiết vẽ tay, được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam, gọi là hàng này gọi là hàng giả cổ. Và cái mẫu tác phẩm này thì được chế tác hình ảnh là ngũ lân mọi người nhé, ngũ lân, hình ảnh lân và hình ảnh vân mây. Âm thanh rất đanh, trong và vang tiếng. Sứ này gọi là sứ xuyên sáng. Mọi người sẽ thấy cái ánh sáng nhẹ nó xuyên qua đây này. Ánh sáng nhẹ xuyên qua đây. Ánh sáng nó xuyên nhẹ qua đấy. Và để tạo ra cái tác phẩm này thì nguyên liệu làm sẽ phải làm từ đất sét trắng xương trong, được tinh lọc rất là kỹ càng, loại bỏ toàn bộ những tạp chất, sau đó nung ở mức nhiệt cao nhất là lên đến 1300 độ C trong nhiều giờ đồng hồ thì sẽ cho ra loại sứ trắng tinh như đá, và cái âm thanh mọi người nghe rất đanh, trong và vang tiếng. Tác phẩm này thì với kích thước của tác phẩm là cao là 68 và cái đường kính bụng của tác phẩm này là 35 này, cao 68, đường kính bụng là 35. Cỡ rất là to mọi người nhé, cỡ rất là to. Tác phẩm này thì mình bày trí ở phòng khách chơi rất là đẹp. Hình ảnh chế tác là năm ông lân đang đạp mây. Em xin phép em quay xung quanh để cho mọi người nhìn tác phẩm nhé. Em sẽ quay theo đây. Em sẽ quay như thế này. Đây. Năm ông lân. Đây mọi người nhé, tác phẩm với hình ảnh 5 ung lân, 5 kỳ lân. Vuốt lên bình thì trơn mịn và mượt như là sờ lên trên kính ấy. Dưới đáy của tác phẩm đấy ạ, triện 4 chữ Khang Hy Tiên Chế. Đấy, cặp này mà chơi, anh chị nào mà chơi thì tuyệt vời luôn. Riêng tác phẩm này, hàng giả cổ Bát Tràng mọi người nhé, hàng giả cổ Bát Tràng. Ở những sản phẩm như thế này thì không phải lúc nào cũng có sẵn mọi người nhé, không phải lúc nào cũng có sẵn. Em sẽ làm những cái video như thế này là để lên mẫu cho mọi người. Những video em làm như thế này là để lên mẫu cho mọi người tham khảo mẫu, cũng như là lưu lại những cái mẫu họa tiết. Ví dụ như anh chị thích mẫu này thì anh chị có thể đặt hàng, bên em sẽ làm, và từ mất với những tác phẩm như thế này mất sẽ từ 15 cho đến 20 ngày để hoàn thành một cặp như thế này. Thế nên là ví dụ khi mà anh chị quan tâm đến sản phẩm thì anh chị vui lòng chụp ảnh lại mẫu sản phẩm gửi qua Zalo, số điện thoại em đang gắn ở bên trên video, thì bên em sẽ biết được chính xác là mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Còn nhiều khi gọi điện nói tên thì rất khó mọi người nhé. Chuẩn nhất thì anh chị cứ chụp ảnh lại mẫu sản phẩm, anh chị gửi giúp bên em qua Zalo thì bên em sẽ biết được chính xác là anh chị đang quan tâm đến mẫu này. Đấy. Bây giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Và rất cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Thank you.
Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm mà chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.